Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 3215 đến 3219. Tập 3215. Dứt lời, lão ngư dân chậm rãi tháo xuống nón lá, lộ ra một tấm rãi gió rầm xương, gò má hiện đầy nếp nhăn. Tờ này ra nua mặt người, Diệp Thần chỉ cảm thấy đặc biệt xa lạ, nhưng lại hết sức quen thuộc. Lão ngư dân trong hốc mắt ẩn hàm nước mắt, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi nhận được ta sao? Diệp Thần nghe được hắn câu hỏi, đầu ầm một tiếng, nhớ lại kiếp trước câu chuyện, bật thốt lên, ngươi là trời nhân ma thần. Kiếp trước luân hồi chi chủ, dưới quyền có 6 người làm, được gọi là luân hồi 6 ma thần. Cái này luân hồi 6 ma thần, mỗi một người cũng thừa kế một phần luân hồi phép tắc năng lượng, chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bên trong, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xúc sanh đạo, nhân đạo, tu la đạo quy luật, Diệp Thần đều đã lần nữa thu hồi gom đủ, chỉ kém cuối cùng một phần thiên nhân đạo quy luật, chậm chạp không có thể nắm trong tay mà thiên nhân ma thần hắn vậy vẫn không có gặp qua nhưng giờ phút này thấy cái này lão ngư dân diệp thần nhất thời bừng tỉnh lúc đầu người này chính là trời nhân ma thần khó trách người thanh âm sẽ làm ta như vậy quen thuộc diệp thần rung động không dứt hắn có như thế cảm giác quen thuộc nguyên lai là bởi vì thanh âm này hắn ở kiếp trước ngày qua kiếm vô danh yên vũ tiên tôn tiểu hoàng các người tự nhiên biết luân hồi sáu ma thần truyền thuyết giờ phút này thấy thiên nhân ma thần xuất hiện mọi người đều là rung động ở lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo lợi hại nhất thiên nhân chính là trời thần ý là chỉ thái thượng chư thần chân chính thượng vị giả luân hồi đạo pháp bao trùm chư thiên một khi diệp thần nắm trong tay sáu nói liền thái thượng chư thần sống chết đều có thể định đoạt có thể tưởng tượng được luân hồi đạo pháp có kinh khủng dường nào đủ để nắm trong tay thượng vị giả sinh tử đạo pháp chỉ là sáu đạo ở giữa một đạo vũ hoàng cổ đế liều mạng vậy muốn giết diệp thần chính là biết luân hồi huyết mạch thật đáng sợ một khi lớn lên đó chính là vượt qua hồng quân truyền thuyết tồn tại đủ để tham phá không không, nắm trong tay hết thảy. Thiên nhân ma thần lộ ra một chút tăng thương nụ cười, ngắm nhìn Diệp Thần, nói: "Thằng nhóc, thật ra thì ta thật là tò mò ngươi thân phận." Diệp Thần sững sờ một chút, nói: "Ta, à, ta còn có thể là ai? Dĩ nhiên là luân hồi chi chủ." Ngày xưa tu là ma thần, ác quỷ ma thần, ngũ hành ma thần các người, thấy Diệp Thần sau đó, đều là vô cùng cung kính hoài niệm, nhưng cái này cái trời nhân ma thần, thái độ nhưng ra Diệp Thần ý liệu, đối phương không gọi hắn tôn chủ, thậm chí lại có thể kêu hắn tiểu tử. Thiên nhân ma thần nói, không, ngươi không phải luân hồi chi chủ, ta chủ nhân, sớm ở chục nghìn năm trước liền chết. Diệp thần nói, kiếp trước luân hồi chi chủ, mặc dù chết đi, nhưng chính là mình tự tay bố trí, ngươi hẳn biết, hắn chuyển sanh thành ta, ta chính là luân hồi chi chủ. Thiên nhân ma thần nói, không phải, ngươi và luân hồi chi chủ, cuối cùng là có khác biệt, các ngươi là hai người, ngươi có người tư tưởng, ngươi tính cách cũng cùng luân hồi chi chủ không cùng, chính xác mà nói, ngươi hẳn là luân hồi huyết mạch người thừa kế, không phải ta chủ nhân. Nghe vậy, diệp thần ngây dại hắn thật ra thì cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này một mực coi mình chính là luân hồi chi chủ huyền cơ nguyệt đế thích thiên các người cũng là như thế cho rằng diệp thần chính là luân hồi chi chủ luân hồi chi chủ chính là diệp thần chỉ là kiếp này kiếp trước không cùng nhưng nhân quả là tương thông yên vũ tiên tôn nói tôn chủ dĩ nhiên chính là luân hồi chi chủ thiên nhân ma thần ngươi la lý giải dòng tranh luận những thứ này thì có ích lợi gì nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài thiên nhân ma thần nói cái vấn đề này liên quan đến luân hồi căn bản không thể không xem kỹ hắn ngắm nhìn diệp thần nói thằng nhóc ngươi là ngươi nhưng ngươi cũng không phải là ngươi cái vấn đề này ngươi hiểu không diệp thần mờ mịt nói ta không hiểu dừng một chút diệp thần ánh mắt lại lăng lệ nói nhưng ta biết cái này nhất thế ta có ta võ đạo sẽ không bị kiếp trước nhân quả liên lụy thiên nhân ma thần nghe được lời này như có điều suy nghĩ sau đó than thở một tiếng nói thôi cái vấn đề này thật ra thì ta cũng không biết câu trả lời nhưng có thể khẳng định ngươi chính là luân hồi người thừa kế ta có ít thứ muốn còn đưa ngươi Diệp thần trong lòng rét một cái nói thứ gì Thiên nhân ma thần nói kiếp trước ta chủ nhân giao phó cho ta luân hồi phép tác lực lượng hôm nay ngươi thừa kế luân hồi ta cũng nên còn đưa ngươi còn có âm dương thần điện trưởng giáo bảo vật Diệp thần cả kinh nói âm dương thần điện tiền bối ngươi cùng âm dương thần điện cũng có quan sao âm dương thần điện là luân hồi chi chủ một vòng bố trí mà luân hồi sáu ma thần bởi vì kiếp trước thanh danh quá lộ vẻ mũi nhọn quá lộ vì bảo thủ khởi kiến bọn họ đã bị luân hồi chi chủ bỏ qua nói cách khác từ luân hồi chi chủ chết sau đó sáu đại ma thần khí vận sẽ chấm dứt bọn họ nhất định phải thối lui ra ván cờ đi về sau bay xuống cả đời đây là đi theo luân hồi giá phải trả luân hồi chi chủ có rất nhiều người theo đuổi không phải mỗi cái người theo đuổi cũng có thể chết yên lành bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ hy sinh ở khó tránh khỏi diệp thần trước mặt đã gặp ác quỷ ma thần tu la ma thần ngũ hành ma thần các người đều đã toàn bộ chết không có một cái có thể còn sống sót. Sáu đại ma thần là vứt đi, Diệp thần lại không nghĩ rằng cái này thiên nhân ma thần lại có thể sẽ cùng âm dương thần điện có liên quan, hắn hẳn không tư cách lại tham dự ván cờ mới đúng. Thiên nhân ma thần nói, âm dương thần điện tầng thứ hai đạo tràng, rơi rơi đến hắc ám cấm hải, bọn họ thiếu một vị lãnh tụ, liền đề cử ta vi tôn. Hy vọng có thể dựa vào ta luân hồi quy luật lực lượng, chấn thủ trụ khí vận, thoát khỏi tai ách, à, nhưng ta là một viên vứt đi, lại làm sao có thể thống lĩnh bọn họ đâu. Nói xong, thiên nhân ma thần móc ra một quả phong cách cổ xưa chỉ vòng ném cho diệp thần chỉ vòng vượt qua yêu khí sương mù dày đặc rơi vào diệp thần trước người diệp thần khoanh tay tiếp lấy nhưng gặp cái này chỉ vòng đen nhánh cổ sơ là dùng cổ xưa hắc thiết đúc thành vù vù khi thấy cái này chỉ vòng ngay tức thì diệp thần đầu ông ông tác hưởng liên quan tới trí nhớ của kiếp trước vậy nghĩ tới ở kiếp trước luân hồi chi chủ khai sáng âm dương thần điện trong đó đệ nhị trọng âm dương thần điện thế lực cường hãn vì chấn thủ khí vận luân hồi chi chủ đặc biệt thiết lập trưởng giáo một chức. Trưởng giáo phụ trách quản lý âm dương thần điện công việc, địa vị vô cùng trọng yếu, mà hiện tại, thiên nhân ma thần viên này vứt đi, lại có thể thành trưởng giáo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần nói, lúc đầu âm dương thần điện trưởng giáo đâu? Thiên nhân ma thần nói, năm đó âm dương thần điện tầng thứ hai, tổng đàn lúc đầu ở âm đất nguyên, nhưng sau đó bị hồng thiên kinh phá hủy, trưởng giáo vậy bị đả thương mất tích, rơi xuống không rõ, sau đó âm dương thần điện còn sót lại, rơi đến hắc ám cấm hải, hoang mang không thể cả ngày cuối cùng lại có thể mời ta làm lãnh tụ thật là trượt thiên hạ lớn kê diệp thần sắc mặt trầm xuống xem ra âm dương thần điện tầng thứ hai ngay thật không tốt qua yên vũ tiên tôn cũng là ngưng trọng nàng còn muốn tìm tầng thứ hai tổng đàn tới nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ liền âm dương thần điện tầng thứ hai cũng là tự thân khó bảo toàn diệp thần trong tay màu đen chỉ vòng cũng không có gì đặc biệt nhưng có ý nghĩa trọng đại chính là âm dương thần điện đệ nhị trọng trưởng giáo tín vật thiên nhân ma thần có thể móc ra cái này cái chỉ vòng đủ để chứng minh hắn không có nói láo. Tiền bối, âm dương thần điện đệ nhị trọng tổng đàn, trước mắt ở nơi nào? Là bên ngoài biển vẫn là bên trong biển? Diệp thần nắm chỉ vòng, hỏi. Thiên nhân ma thần lắc đầu một cái, nói, không muốn ta nói cho ngươi, chính ngươi đi tìm, đây cũng là một chàng chui luyện. Diệp thần thở dài một tiếng, nói, được rồi. Thiên nhân ma thần ừ một tiếng, nói, thằng nhóc, thuộc về ngươi luân hồi quy luật, ta cũng nên cho ngươi. Chúc ngươi sau này võ vận xương long, ta viên này vứt đi, thật ra thì sớm chết rồi, trông đỡ đến ngày hôm nay, cuối cùng là giải thoát. Rút lời, thiên nhân ma thần khẽ mỉm cười, trên người có tia máu nổi lên. Vậy từng luồng tia máu, là hắn quy luật máu tươi biến thành, giờ phút này toàn bộ hướng Diệp Thần bơm vào đi, giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Oanh, Diệp Thần đầu óc nhất thời chấn động, sau lưng có một đạo luân hồi chi bàn hư ảnh, tự động hiện ra. Mà ở đó luân hồi chi bàn trên, cuối cùng một đạo quy luật, thuộc về thiên nhân đạo quy luật tinh vị, rốt cuộc toát ra sáng chói nhất thần quang sáu đạo pháp thì đến chỗ này viên mãn ùng ùng diệp thần trong cơ thể tiếng sấm từng cơn hơi thở điên cuồng tăng vọt vào giờ khắc này hắn tu vi chính là nước chảy thành sông thuận lợi đột phá sáu tầng thiên đạt tới hoàn chân cảnh bảy tầng thiên cảnh giới hống mà theo diệp thần tấn thăng vậy ly cốt yêu phiên ly long tựa hồ vậy cảm nhận được liền uy hiếp một hồi trầm thấp gầm thét thân thể ở phiên kỳ trên vườn quanh trong tròng mắt đều là vẻ ngưng trọng thiên nhân ma thần quy luật máu tươi toàn bộ hiến đi ra thân thể dần dần khô cằn. Hắn trên khuôn mặt mang mỉm cười, nói, thằng nhóc, nhanh lên một chút trưởng thành đi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trọng trưởng âm dương thần điện, thậm chí là chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, vượt qua ta kiếp trước chủ nhân. Dứt lời, hắn thân thể như gió cát vậy tan vỡ, hóa thành bụi bậm tiêu tán, hoàn toàn chết. Diệp thần nhìn vậy rơi xuống gió cát, gương mặt như là có chút đờ đẫn. Ta là ai? Ta là Diệp thần, vẫn là luân hồi chi chủ. Là phụ mẫu sinh dục ta, vẫn là luân hồi sáng lập ta. Diệp Thần trầm tư thiên nhân ma thần nói, mờ mịt thất thần. Hắn đang suy tư triết lý trung cực vấn đề, ta là ai, ta từ đâu tới đây, lại đem muốn đi đâu. Những vấn đề này, hắn trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bây giờ nghe thiên nhân ma thần một phen tiếng nói sau đó, đầu nhất thời có dũng khí chia ra cảm giác, không phân rõ kiếp trước kiếp này hư thật. Hống, ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Nhưng gặp vậy Ly Cốt yêu phiên Ly Long, con ngươi mang vẻ sợ hãi, nhanh chóng cuốn pháp bảo đi bên ngoài thoát đi. Thời khắc này Diệp Thần hơi thở quá đáng sợ, làm nó cảm thấy to lớn uy hiếp, còn muốn trực tiếp chạy trốn. Diệp Thần tu vi đã đạt tới hoàn chân cảnh bảy tầng thiên, hơn nữa lục đạo luân hồi quy luật hoàn toàn viên mãn, luân hồi huyết mạch năng lượng thật to tăng vọt, luân hồi khí thế oai mãnh, giống như muốn chấn áp chư thiên vậy, cho dù là tùy ý đứng đều có một cổ muốn nghiền bạo thiên địa đại khí phách. Tựa như mảnh thiên địa này đã không tha cho Diệp Thần cái này tôn nhân vật, muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, sau lưng luân hồi chi bàn ánh sáng lóe lên vô cùng sức mạnh to lớn ra trì ở trên người hắn bàn tay hắn cách không vung ra một cổ mạnh mẽ hấp lực truyền ra lại rất miễn cưỡng đem vậy ly cốt yêu phiên cách không nhiếp đoạt lại ngao vậy ly long nhất tiếng không cam lòng gầm thét cũng đã bị diệp thần cầm nắm ở trong tay liều mạng vùng vẫy cũng không cách nào tránh thoát yên vũ tiên tôn cùng kiếm vô danh còn có tiểu hoàng đều là hơi có điểm kinh hãi lui về phía sau bây giờ diệp thần uy thế quá đáng sợ trong giơ tay nhất chân đều có một cổ bá đạo khí thế đó là thuộc về duy nhất luân hồi uy nghiêm để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi sáu đạo pháp thì viên mãn sau đó diệp thần thực lực đơn giản là đột nhiên tăng mạnh hiện tại coi như ngày xưa cừu địch cùng tiến lên cũng không ngăn nổi hắn một chiều còn có vậy an thiết tâm nếu như tái chiến nói diệp thần cũng có trăm phần trăm chắc chắn đem đối phương chém chết binh tự quyết cho ta trấn áp diệp thần trong mắt uy nghiêm bàn tay nổ lên binh tự quyết mũi nhọn trực tiếp chặt đứt ly cốt yêu phiên chỗ sâu huyết khế đó là an thiết tâm in vào ly cốt yêu phiên bên trong huyết khế. Những thứ máu này khế bị chém đứt, vậy Ly Long nhất tiếng gào hô, sau đó ánh mắt đổi được ôn hòa thành kính, thân rồng chiếm cứ ở Diệp thần trên cánh tay, tại chỗ nhận chủ. Vậy Ly cốt yêu phiên, vậy trực tiếp bị Diệp thần đoạt vào tay, thành pháp bảo của hắn. Binh tự quyết, chính là như vậy bá đạo, có thể trực tiếp cướp lấy người binh khí pháp bảo. Diệp thần tu vi, mục đạt tới trước liền hoàn chân cảnh bảy tầng thiên, hơn nữa sáu đạo pháp thì viên mãn, binh tự quyết thần thông tự nhiên cũng lớn lớn tăng lên cho dù là ly cốt yêu phiên loại pháp bảo này mảnh vỡ đều có thể ngay tức thì đoạt vào tay chấn áp thu phục chúc mừng diệp đại nhân lại hàng phục ly cốt yêu phiên mảnh vỡ kiếm vô danh thấy vậy mừng rỡ nói hạ hắn ở hồng quân bí cảnh lịch luyện nhiều năm biết rõ hồng quân thất bảo chân quý cái này ly cốt yêu phiên chính là hồng quân lão tổ tự tay chế tạo pháp bảo cho dù chỉ là một khối mảnh vỡ vậy giá trị cũng là không được yên vũ tiên tôn cùng tiểu hoàng cũng là hướng diệp thần chúc mừng nhưng mà Diệp Thần vẻ mặt vắng lặng xuống, cũng không có gì mừng rỡ ý. Hắn nội tâm bên trong, lại lần nữa hồi tưởng lại Thiên Nhân Ma Thần lời nói. Ta là ta, nhưng ta cũng không phải là ta, ta kết quả là ai? Kiếp trước thời điểm, là Huyền Cơ nguyệt giết chết ta, vẫn là ta bố trí giết chết ta. Kiếm vô danh các người, nhìn Diệp Thần mờ mịt hình dáng, cũng là dối rít yên lặng xuống, trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy. Bọn họ đều biết, Diệp Thần đang đứng ở đạo tâm cảm ngộ nhất muốn đóng chặt đầu nếu như hơi có bất ngờ mà nói rất có thể tẩu hỏa nhập ma trực tiếp đến mất sau hồi lâu diệp thần ánh mắt dần dần bình tĩnh thư thái cười một tiếng thật dài thư ra một hơi khôi phục như cũ yên vũ tiên tôn kéo hắn tay nói tôn chủ diệp thần nói ta không có sao yên vũ tiên tôn nói chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi chính là ngươi ngươi không phải người khác ngươi vừa là diệp thần cũng là luân hồi chi chủ không người có thể thay thế ngươi diệp thần ánh mắt đông lại một cái nói ngươi nói không sai suy nghĩ nhiều vô ích, trước hay là làm xong trước mắt sự việc, liên quan tới thế giới, liên quan tới tự mình, liên quan tới đại đạo trung cực, những vấn đề này đối với diệp thần mà nói cũng quá mức phức tạp, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. nếu như quá mức chìm đắm vào mà nói, ngược lại có thể tẩu hỏa nhập ma. diệp thần lập tức thu liễm nghĩ bậy, hắn biết những vấn đề này, cùng mình sau này tu vi đến, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. tiểu hoàng nói, chủ nhân, ta đồng loại. tiểu hoàng nhìn về núi kia vách đá lao ngục nhưng gặp lao mục bên trong. Đầu kia sư ma hung thú, cũng ở đây ngắm nhìn diệp thần các người. Ừ, ta biết. Diệp thần gật đầu một cái, vung tay lên, binh tự quyết cùng canh kim thần mạch bùng nổ. Trong ngón tay nổ bắn ra an gian trăm đạo kim quang phi kiếm, suy 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 một hồi chém phách, đem tất cả lao một gông xiềng, toàn bộ chặt đứt. Tập 3216 Trong thoáng chốc, những cái kia bị kẹt thần thú vậy, tất cả đều thoát khốn ra, phát ra từng cơn hương phấn gầm to. Đa tạ luân hồi chi chủ cứu giúp ta nguyện đi theo luân hồi chi chủ, chọn đời cống hiến. Ta vậy nguyện đi theo luân hồi chi chủ. Rất nhiều thần thú thoát khốn sau đó, lại không có rời đi, mà là vây quanh ở Diệp Thần chung quanh, cúi đầu cung thuận, miệng phun tiếng người, biểu thị thần phục. Ngoại giới quá mức hung hiểm, Vạn Khư Thần Điện cùng Cựu Nhật Minh tranh đấu, ngày càng kịch liệt, cho dù là thái cổ cấp bậc thần thú, giao thiệp với trong đó, cũng chỉ có mặc cho người định đoạt kết quả. So với ở bên ngoài phiêu linh dạo chơi, rõ ràng cho thấy đi theo Diệp Thần càng an ổn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu như thu phục những thần thú này mà nói, sau này cũng có thể hơn một phần trợ lực. Ừ, rất tốt, các ngươi vừa chịu đi theo ta, ta vậy sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi mới vừa thoát khốn, nguyên khí chưa khôi phục, tiến vào viên này vạn thú thiên tinh bên trong, có thể tạm được an nghỉ. Diệp Thần bước ra một bước, phần thiên tự tại thiên mở ra, mà ở nơi này phiến tử ở trên trời không, nhưng treo một cái tinh cầu. Viên tinh cầu này chính là vạn thú thiên tinh, hỗn độn cửu tinh một trong bàn về uy lực vạn thú thiên tinh mặc dù xa xa kém hơn nguyện vọng thiên tinh như là một cái chăn nuôi thần thú thật tốt sân diệp thần sớm đã đem vạn thú thiên tinh luyện hóa nhập tự thân tự tại thiên trong thế giới chỉ là hắn thần thông công pháp quá nhiều một đường tới rất ít sử dụng hiện tại ngược lại là có thể công dụng ở trên đa tạ luân hồi tri chủ rất nhiều thần thú rối rít nói cám ơn liền nối đuôi tiến vào vạn thú thiên tinh bên trong an nghỉ điều tức diệp thần đem bộ phận hoàng tuyền thánh thủy vạn yêu tiên chỉ ao nước dẫn lưu đến vạn thú thiên tinh bên trong đi, phụ trợ những thần kia thú môn khôi phục. Những thần thú này, huyết mạch đều là xuất xứ từ thái cổ, nếu như chúng nguyên khí có thể hoàn toàn khôi phục nói, nhất định có thể tăng cường vạn thú thiên tinh khí vận. Đến lúc đó, vạn thú thiên tinh đem sẽ thăng cấp, biến thành một kiện cường đại pháp bảo. An thỏa hết thảy sau đó, Diệp Thần liền đem vạn thú thiên tinh thu. Lúc này, vậy sư ma hung thú cũng là chú ý tới tiểu hoàng hai con người lóe lên tia sáng chói mắt, hắn vẻ mặt thay đổi cực kỳ kích động hắn biết đỏ xanh hai con ngươi đại biểu cái gì. Hắn từng bước một tập tĩnh, đi tới tiểu hoàng bên người, lè lưỡi, cúi đầu liếm tiểu hoàng móng trước, thái độ khá là khiêm nhường, thấp trầm giọng kêu lên. Thiếu chủ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy ngươi. Ngươi thành luân hồi chi chủ đồng bạn, vậy có lẽ chính là tộc ta cơ duyên đi. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, tương lai thành liền không thể giới hạn. Ở tộc ta một mực lưu truyền một câu nói, Hồng Quân lão tổ đã từng nói, đời sau sẽ có một cái thiên tài siêu cấp xuất hiện, thành tựu thậm chí sẽ vượt qua hắn, thiên tài này phỏng đoán chính là luân hồi chi chủ. Hắn nói, hắn sẽ ở không không trong thế giới, chờ đợi luân hồi đến. Cái này sư ma hung thú, chính là ác mộng thần tộc một thành viên, cùng tiểu hoàng huyết mạch tương thông. Giờ khắc này, nó lại gọi tiểu hoàng là thiếu chủ, hơn nữa còn nhắc tới Hồng Quân lão tổ. Tiểu hoàng ngẩn ngơ, nói, Hồng Quân lão tổ ở không không thế giới, chờ đợi ta chủ nhân. Diệp thần cũng là hơi có chút ngạc nhiên, nói, trong truyền thuyết Hồng Quân lão tổ quả nhiên bước chân vào không không cảnh giới sao không không là tu luyện cuối cùng cực cảnh giới cho dù là vũ hoàng cổ đế đều không thể dòng ngó gặp đó là võ đạo nhất đỉnh cấp thế gian không người biết hắn bí ẩn nhưng hiện tại cái này sư ma hung thú lại nói hồng quân lão tổ lại có thể bước chân vào không không hơn nữa còn ở không không trong thế giới chờ đợi diệp thần đến không không liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại vậy kết quả là như thế nào thế giới diệp thần mờ mịt thất thần thật sự có thế giới như vậy sao vậy sư ma hung thú ử một tiếng nhìn về tiểu hoàng nói thiếu chủ chúng ta huyết mạch xuất xứ từ mộng yểm chi vương mà mộng yểm chi vương chính là hồng quân lão tổ tọa hạ bốn một trong thần thú những thứ này bí mật ở gia tộc chúng ta cổ tịch bên trong đều có ghi lại ngươi không nhớ sao tiểu hoàng một hồi ngạc nhiên đỏ xanh hai con ngươi lưu chuyển thần sắc mê mang nói ta cho tới bây giờ chưa có xem qua ngươi tại sao phải kêu thiếu chủ của ta vậy sư ma hung thú nói bởi vì ngươi chính là ta thiếu chủ à chúng ta áp mộng thần tộc huyết mạch xuất xứ từ mộng yểm chi vương vạn cổ tới nay duy nhất có thể thức tỉnh tổ vương huyết mạch nói chỉ có ngươi một người đúng rồi ngươi từ nhỏ bị đưa đi huyết mạch vậy bị phong ấn rất nhiều chuyện cũng không biết ta mang ngươi hồi tổ địa Ủa. nói xong lời cuối cùng vậy sư ma hung thú ho khan ra một hơi máu bầm nó bị kẹt quá lâu hành hạ quá sâu hiện tại mười phần yếu ớt muốn mang tiểu hoàng rời đi nhưng lại liền đi bộ cũng đi không nổi tổ vương huyết mạch tiểu hoàng nghe cái này bốn chữ suy nghĩ xuất thần hắn tự nhiên biết hồng quân lão tổ tọa hạ có bốn lớn thú vương nếu như tin tức không sai vậy mộng yểm chi vương chính là hắn tổ tiên tổ tiên vương mạch truyền thừa vạn cổ cho tới bây giờ không có ai thức tỉnh mà truyền tới trên người hắn thời điểm hắn như thức tỉnh nói cách khác hắn là vạn cổ tới nay ác mộng thần tộc bên trong duy nhất một thức tỉnh tổ vương huyết mạch tồn tại cũng khó trách vậy sư ma hung thú thái độ cung kính như thế chúng ta tổ địa ở nơi nào Tiểu Hoàng không kịp chờ đợi hỏi, lòng hắn bên trong có thật nhiều nghi vấn, rất muốn làm biết thân thế của mình. Tại, hụ hụ. Vậy sư ma hung thú một hồi ho khan kịch liệt, muốn nói, nhưng quá mức yếu ớt, hơn nữa thấy Tiểu Hoàng sau đó. Tâm tình quá mức kích động, giờ phút này thở hồng hộc, hình dáng rất là không ổn, tựa như tùy thời sẽ một hơi thuộc qua đi vậy. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lập tức đi lên, mở ra bát quái thiên đan thuật, thay hắn chữa trị. Nhưng mà, cái này sư ma hung thú, thật ra thì thương thế không nặng lắm, chỉ là bị hành hạ thời gian quá dài, nguyên khí quá mức yếu ớt, huyết mạch cơ hồ khô kiệt. Diệp Thần bắt quái thiên đan thuật cũng không thể cứu vãn khô kiệt huyết mạch. Lúc này ở bên ngoài, bên ngoài Minh Công Thành, cổ U Hải Thành phòng thủ, hai bên kịch chiến khỏi bệnh hàm. Bên ngoài Minh tuy người nhiều, nhưng cổ U Hải Thành bên này có an thiết tâm chấn giữ, dựa lưng vào thiên không thần hồn cùng tiểu cửu đỉnh trận, nhưng cũng là phòng thủ kiên cố. Hai bên kỳ cổ tương đương, chém giết không ngừng. Ừ. Nhưng vừa lúc đó, trôi lơ lửng ở trên trời an thiết tâm gương mặt nhất thời biến sắc ta pháp bảo vào giờ khắc này an thiết tâm cảm giác được mình cùng ly cốt yêu phiên vậy đạo mảnh vỡ lại có thể cắt liên lạc pháp bảo của hắn bị người cướp đi điều này sao có thể chẳng lẽ là luân hồi chi chủ binh tự quyết an thiết tâm thần sắc đại biến hắn sớm bắt được thiên cơ phỏng đoán đạo diệp thần ngày hôm nay muốn tới cho nên hắn sớm lợi dụng ly cốt yêu phiên mảnh vỡ ở núi tù bên kia bày cạm bẫy chỉ cần diệp thần tới một cái lập tức sẽ bị ly cốt yêu phiên vây khốn muốn cưỡng ép phá trận cởi khốn sẽ trực tiếp nổ pháp bảo ngọc đá cùng vỡ nếu như có thể giết chết diệp thần cho dù hy sinh ly cốt yêu phiên mảnh vỡ vậy cũng đáng nhưng vấn đề là hiện tại an thiết tâm nhưng cảm thấy pháp bảo đã bị diệp thần cướp đi không thể nào ta pháp bảo là hồng quân lão tổ tự tay đúc hắn binh tự quyết thần thông chẳng lẽ đã đến chém ngược hồng quân bước cái này không thể nào an thiết tâm kinh hãi không thôi vậy ly cốt yêu phiên mảnh vỡ đối với hắn vô cùng trọng yếu nếu như bị đoạt đi tương đương với chặt đứt hắn một cánh tay hơn nữa diệp thần cười khốn khẳng định vậy sẽ phóng thích hết núi tù bên kia thần thú đối với hắn mà nói như là càng đả kích nghiêm trọng đáng chết luân hồi chi chủ ta muốn giết ngươi an thiết tâm tức giận cùng khủng hoảng cũng không lo tình hình của chiến trường lập tức mang thiên không thần hồn ngự hướng gió trước cổ u minh tù phương hướng bay đi hắn khu vực đi thiên không thần hồn cổ u hải thành bên trong rất nhiều lính phòng giữ nhất thời ngạc nhiên mất đi thiên không thần hồn che chở thế cục nhất thời tan vỡ bên ngoài minh các võ giả trong miệng kêu gào gầm thét cao giọng kêu giết ồ ạt xông lên vào trong thành bên trong thành lính phòng giữ quân lính tan rã như cỏ rác vậy chém chết bất quá chiến trường nơi này tình thế an thiết tâm cũng không quản được nhiều như vậy thắng bại là chuyện thường binh ra lần này đánh bại sau này luôn có nghịch chuyển cơ hội Nhưng nếu như bị diệp thần cướp đi ly cốt yêu phiên hắn lại không nghịch chuyển cơ hội cổ u minh tù bên trong diệp thần đang thay vậy sư ma hung thú chữa trị nhưng nghe phía bên ngoài tiếng kình phong nhanh cấp một hồi sấm sét cùng bạo gió vang động cuồn cuộn nổ tung luân hồi chi chủ cho ta cút ra đây chỉ gặp an thiết tâm mang đầy trời thần phạt uy nghiêm phá không bạo giết tới bữa trước không long hồn hư ảnh ở sau lưng hắn phập phồng không chừng ở trên trời long hồn chấn động hạ chư thiên thần phạt hạ xuống sấm sét gió bão băng tuyết chảy loạn đại tác tình cảnh vô cùng nguy nga hu 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 ở mãn không thiên tai thần phạt sấm sét gió tuyết bên trong có chín tòa cự đỉnh nổi lên cứ như muốn chấn áp bầu trời uy sắp mặt đất vô cùng bá đạo vì đối phó diệp thần an thiết tâm lại đem tiểu cửu đỉnh trận vậy chín tòa đỉnh lớn vậy mang theo tới đây ông 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 bên hông hắn ngọc phù một hồi chấn động bung ra từng cơn lục mang hắn trên gương mặt phơi bày ra trầm trầm từ khí khói mù đền bù thời gian dài vận dụng tiểu cửu đỉnh trận hắn đang đang chịu đựng vạn khư phép tắc cán trả bất quá vì đối phó diệp thần hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Diệp Thần thấy An Thiết Tâm hạ xuống, lại thân xác khôi phục, muốn đến đối phương lại mượn thiên không thần hồn năng lượng, liền phi thân ra. Người tu vi lại đột phá, hoàn chân cảnh bảy tầng thiên. An Thiết Tâm vừa thấy được Diệp Thần, nhưng là con người có giúp lại. Hắn cảm nhận được, Diệp Thần tu vi hơi thở, so với trước kia cường hãn rất nhiều, lại có thể đạt tới hoàn chân cảnh bảy tầng thiên. Hơn nữa, vậy cổ luân hồi uy áp, càng làm cho người cảm thấy khủng bố. An Thiết Tâm, ngươi còn muốn mai phục giết ta bất quá ngươi một giới hủ cỏ huỳnh quang cuối cùng hám không nhúc nhích được ta khí vận diệp thần ngương mắt nhìn an thiết tâm nhưng tựa như đang nhìn một cái mộ bên trong sương khô trước kia đối mặt an thiết tâm hắn có thể còn có kiên kỵ nhưng hiện tại tấn thăng hoàn chân cảnh bảy tầng thiên hơn nữa sáu đạo pháp thì viên mãn sau đó chính là an thiết tâm ở hắn trong mắt bất quá gà vườn chó đất thôi an thiết tâm cả người phát run mắt gặp diệp thần khí thế như vậy hùng hồn lập tức liền bắt pháp quyết điều động sau lưng chín tòa đỉnh lớn quát lên cửu đỉnh uy sắp cho ta trấn áp ùng ùng hàn pháp quyết rơi xuống vậy cửu tôn cự đỉnh lôi cuốn thiên địa tiếng sấm gió đột nhiên từ trên trời hạ xuống hướng diệp thần bạo đập đi ly cốt yêu phiên ly long phá đỉnh diệp thần khí định thần nhàn chút nào không hoảng hốt sử dụng ly cốt yêu phiên yêu khí tràn ngập ra hóa thành chín cái ly long cái này chính cái ly long lập tức kết thành trận thế tạo thành một cái ly long đại trận long ngâm gầm thét phóng lên cao bình bịch bịch một màn kinh người xuất hiện nhưng gặp vậy chín cái ly long ngất trời phá đỉnh lại đem vậy chín tòa đỉnh lớn toàn bộ sông lên bể một tôn tôn đỉnh lớn hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán toàn bộ tiểu cửu đỉnh trận cũng là hoàn toàn tan vỡ đi xuống phốc xích an thiết tâm há mùng cuồng phún máu tươi máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn chút nội tạng mảnh vỡ hắn gương mặt trắng bệch vô cùng bi phẫn nhìn chằm chằm vậy chín cái ly long nói ta pháp bảo luân hồi chi chủ ngươi dám cướp đồ ta diệp thần ha ha cười một tiếng nói vì sao không dám ngươi đức không xứng vị bằng ngươi cũng muốn chấp trưởng hồng quân pháp bảo thậm chí là thiên không thần hồn diệp thần nhìn an thiết tâm sau lưng bữa trước không long hồn hư ảnh ánh mắt lướt qua một chút dùng mình thật ra thì an thiết tâm chỉ là một người bình thường khí vận có hạn căn bản không tư cách chấp trưởng ly cốt yêu phiên càng không tư cách chấp trưởng thiên không thần hồn hắn là dựa lưng vào vạn khư thần điện ăn cắp vũ hoàng cổ đế thiên uy mới có hôm nay thành tựu như nói cho cùng hắn cuối cùng là một giới tên hề nhảy nhót thôi. Ta cầu nguyện, bầu trời long hồn, đem sẽ quay về ta sử dụng. Diệp Thần đột nhiên sử dụng nguyện vọng thiên tinh, hai tay giơ lên trời giơ lên, cao giọng ngâm sướng. Ầm, thật lớn lanh lảnh cầu nguyện tiếng, chấn triệt tiêu vũ. Một chùm oanh ánh sáng trắng từ nguyện vọng thiên tinh bộc phát ra, suy suy vang dội, biến thành một tấm thiên la địa võng, hung hăng hướng An Thiết Tâm bao phủ đi. Cái gì? An Thiết Tâm thần sắc hoảng hốt, nhưng gặp vậy nguyện vọng lưới trời bao phủ xuống, trực tiếp bao lại bầu trời long hồn thu diệp thần quát to một tiếng liền muốn đem bữa trước không long hồn trực tiếp cướp đoạt lại an thiết tâm kinh hãi muốn chết hắn đã bị cướp đi ly cốt yêu phiên lại bị cướp đi bầu trời long hồn vậy thật thành một giới phế nhân mắt nhìn bầu trời long hồn sẽ bị diệp thần cướp đi bỗng nhiên tới giữa an thiết tâm bên hông ngọc phủ lục mang như nước thủy chiều bùng nổ lục triều minh mông mãnh liệt có kinh khủng quy luật ý chí thả ra ngoài tập 3217 đó là vạn khư quy luật vũ hoàng cổ đế ý chí ha ha luân hồi chi chủ đồ ta ngươi cũng dám cướp một đạo vô cùng già nua tràn đầy uy nghiêm minh mông thanh âm từ vậy ngọc Phù bên trong bung ra lại là vũ hoàng cổ đế thanh âm hắn ý chí giờ phút này lại hạ xuống vù vù ngọc phù chấn động hiển hóa ra một đạo tiên phong đạo cốt bóng người mơ hồ đặc biệt hơi giống chính là vũ hoàng cổ đế một món hình chiếu tuy là hình chiếu thế nhưng cổ uy sắp thiên hạ phách tuyệt bầu trời đại khí phách như cũ làm người ta vô cùng sợ hãi Vũ Hoàng Cổ Đế, là ngươi. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, nhất thời hoảng hốt. Mà ở ngắn ngủi kinh hãi sau này, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn đột phá đến hoàn chân cảnh bảy tầng thiên, sáu đạo pháp thì khôi phục viên mãn sau đó, tâm cảnh rõ ràng vậy tiến bộ rất nhiều. Giờ phút này một tỉnh táo lại, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở, nhưng phát hiện đối phương hư ảnh trên không có một chút năng lượng ba động, chỉ là đơn thuần một món hình chiếu. Lại cẩn thận bắt, Diệp Thần liền bắt được Thúy Trúc Tiên chỉ linh khí nhất thời diệp thần bừng tỉnh hiểu ra lúc đầu vũ hoàng cổ đế là lợi dụng thúy trúc tiên trì đem mình bóng người chiếu đến cổ u hải thành cũng không phải thật có phân thân hạ xuống cái này hình chiếu nói cho cùng chỉ là thúy trúc tiên trì một cái chiếu là ao nước phản bắn ra bóng sáng chuyển tới nơi này bốn đại tiên trong ao thúy trúc tiên trì như là ở vạn khư thần điện bên trong ao nước phản xạ bóng sáng thậm chí có thể xuyên thấu hắc ám cấm hải sương mù dày đặc hạ xuống tới nơi này hắc ám cấm hải cuối cùng là ma tổ vô thiên địa bàn cho dù là vũ hoàng cổ đế đều không cách nào rơi xuống phân thân đầu hạ một luồng quang ảnh đã là cực hạn cái này luồng quang ảnh không thể sử dụng bất kỳ thần thông võ đạo không có lực sát thương cảm thấy được một điểm này diệp thần cũng là an tâm rất nhiều lão tổ an thiết tâm như là mồ hôi lạnh nhễ nhại tại chỗ quỳ xuống hắn phản bội vạn khư giờ phút này thấy vũ hoàng đích thân tới cho dù chỉ là một món hình chiếu vậy đủ để hù được lòng hắn gan câu liệt phản đồ ngươi lấy làm người ở hắc ám cấm hải là có thể chạy khỏi ta nắm trong tay vũ hoàng cổ đế mắt lạnh nhìn chằm chằm an thiết tâm thanh âm mang âm trầm tức giận lão tổ tha mạng tha mạng an thiết tâm hù được liền liền dập đầu đầu mặt như màu đất vũ hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng nói ngươi lấy là bằng ngươi khí vận là có thể chấp trưởng thiên không thần hồn đều là ta ở sau lưng mưu đồ chính xác ngươi trộm thiên tự lập đáng tiếc thôn phệ chi vương chậm chạp một phát hiện thân muốn đến là khám phá ta kế hoạch ngươi con cờ này Vậy lại không giá trị lợi dụng. An Thiết Tâm nghe Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, cái gì thôn phệ chi vương, cũng không biết là cái gì, nhưng mình lại không giá trị lợi dụng, những lời này như là nghe rõ rõ ràng. Lão tổ, tha mạng. A. À. An Thiết Tâm muốn giải thích rõ chút gì. Nhưng, phích đích một tiếng, bên hông hắn ngọc phù đột nhiên nổ oanh. Ngay sau đó, An Thiết Tâm thân xác thân thể, vậy trong nổ tung, hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời phiêu tán mưa máu, liên quan thần hồn cũng bị nổ diệt diệp thần kiếm vô danh yên vũ tiên tôn các người mắt thấy một màn này đều là con người có giúp lại an thiết tâm chịu đựng vạn khư quy luật cắn trả ngọc phù này sớm muộn có nổ nguy hiểm nhưng diệp thần các người lại không nghĩ rằng lại là vũ hoàng cổ đế tự tay nổ hiển nhiên thế cục vẫn luôn ở vũ hoàng cổ đế nắm trong tay bên trong an thiết tâm phản bội chấp trưởng thiên không thần hồn không chế cổ u hải thành cái này các loại hành vi đều là vũ hoàng cổ đế ngầm cho phép vũ hoàng cổ đế rõ ràng khác có bố trí chỉ bất quá hiện tại Bố trí không có kéo dài nữa giá trị. Hơn nữa Diệp Thần muốn đoạt lấy Thiên Không Thần Hồn, hắn vậy phải đi ra ngăn cản. Luân hồi chi chủ, đáng tiếc ta hiện tại không giết được ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta cửu đỉnh đại trận bày thành công tiêu diệt địa tâm vực, chính là ngươi ngày dỗ. Vũ Hoàng cổ đế cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, sau đó hắn ánh mắt rơi vào Thiên Không Thần Hồn trên. Ừ, cái này Thiên Không Thần Hồn cũng nên quay về ta. Có cái này Thần Hồn, ta cửu đỉnh đại trận có thể bảo đảm năng lượng vô cùng. Thiên Không Thần Hồn năng lượng vô cùng dư thừa nếu như bơm vào nhập cửu đỉnh trong đại trận đủ để cho trận pháp kia năng lượng cuồn cuộn không ngừng đến lúc đó diệp thần muốn muốn phá trận vậy cơ hồ là chuyện không thể nào long bay vạn khư tráng ta nghiệp bá vũ hoàng cổ đế một tiếng ngâm sướng vậy thiên không thần hồn tựa hồ bị cảm cho đòi vậy phát ra tiếng rồng ngâm hóa thành một món lưu quang hướng phương xa vạn khư thần điện phương hướng bay đi không tốt diệp thần mặt liền biến sắc cái này thiên không thần hồn một mực bị an thiết tâm nắm trong tay thật ra thì sau lưng là vũ hoàng cổ đế đang bố trí giờ khắc này vũ hoàng cổ đế muốn lấy lại thiên không thần hồn một khi cái này thần hồn rơi vào vạn khư trong tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trở lại cho ta diệp thần phóng lên cao hoang ma thiên kiếm giết ra muốn cản lại thiên không thần hồn nhưng bữa trước không long thần hồn bị vạn khư cảm cho đòi nhưng là ai cũng không cách nào ngăn trở mắt nhìn bầu trời long hồn thì phải hoàn toàn bay cởi chạy về phía vạn khư nhưng vừa lúc đó phương xa chân trời đột nhiên truyền ra một hồi rát rát quạ đen tiếng kêu lạ. Đầy trời quạ đen bay tấn công tới, trên bầu trời ma khí cuồn cuộn, tất cả ánh sáng đều bị che giấu, trong phút chốc lâm vào một phiến vĩnh hằng hắc ám bên trong. Ùng ùng, hắc ám sấm sét chấn động, ở bầu trời đen nhánh, đột nhiên nứt ra, xuất hiện một viên to lớn con người. Viên này con người, phủ đầy tia máu, do như trời trăng sao vậy to lớn, trôi lơ lửng ở trên không bên trong, con người chuyển động, quan sát phía dưới, mang máu tanh, hung ác, tàn nhẫn, khủng bố, uy nghiêm vân, vân rất nhiều đáng sợ hơi thở. Cổ U Hải thành bên trong, công thủ hai bên, thấy trong thiên địa dị biến, đều là kinh ngạc không thôi, Ngưng chiến dừng tay, hoảng sợ xem chừng. Hồng Quân tọa hạ bốn thần thú, hư không vương, chết triệu ma nhãn. Vũ Hoàng cổ đế thấy trên bầu trời to lớn con ngươi, gương mặt nhất thời trầm xuống, trong tròng mắt rất có vẻ khiếp sợ. Nhưng gặp đầy trời quạ đen, rát rát xít lên, bay nhào tới vậy con ngươi bốn phía, vờn quanh lẩn quần. Ở đây trời quạ đen vây quanh, một đạo áo bảo đen bóng người chậm rãi hiện lên. Lại là Già Thiên Ma Đế. Già Thiên Ma Đế sau lưng, viên kia to lớn con ngươi chuyển động, lấy này làm bối cảnh, hắn hơi thở vậy lộ vẻ được vô cùng xâm nghiêm, lạnh lùng, khủng bố. Vũ Hoàng Cổ Đế, ta cựu Nhật Minh địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Già Thiên Ma Đế vung tay lên, lại đem thiên không thần hồn nhiếp đoạt lại. Hống. Long hồn gầm thét, còn quấn viên kia to lớn con ngươi, quanh quẩn bay múa, tựa hồ muốn dung nhập vào con ngươi bên trong một màn này đặc biệt nguy nga đen nhánh một mảnh bầu trời có một viên to lớn con ngươi lóe lên yêu dị mang khí mà con ngươi trên lại có hình rồng thần hồn vườn quanh long uy nghiêm cùng yêu dị con mắt ma khí lẫn nhau xen lẫn càng lộ vẻ được giả thiên ma đế bất phàm giả thiên ma đế là ngươi ngươi lúc nào lấy được rồi chết triệu ma nhãn vũ hoàng cổ đế tức giận bàn tay một nhiếp quát lên bầu trời long hồn là ta vạn khư còn chưa tới phiên ngươi tới chấm mút hắn lần nữa phát ra cảm cho đòi bữa trước không long hồn từ chết triệu ma nhãn bên trong đi ra ngoài, phải hướng vạn khư thần điện bay đi. Ở hắc ám cấm hải bên trong đồ, chính là ta cựu Nhật Minh, ngươi vạn khư cũng dám quấy rối. Già Thiên Ma Đế bàn tay nắm chặt, viên kia to lớn con ngươi tia máu quấn quanh, phát ra cường hãn hấp lực, đem bầu trời long hồn lôi kéo qua tới. Hừ, Vũ Hoàng Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, kéo dài phát ra cảm cho đòi, cùng Già Thiên Ma Đế chống lại. Bữa trước không long hồn, liền ở hai người lôi kéo đánh cờ lúc đó, lúc vào lúc lui dẫu sao cái này đạo vũ hoàng cổ đế liền hư ảnh cũng không tính tự nhiên không có vậy vạn khư ngút trời uy thế rắc rắc sát mà ở hai người không ngừng lôi kéo tới giữa trung quanh không gian tầng tầng nổ tung liên quan phía dưới cổ u hải thành vậy được nghiêm trọng đánh vào nguyên tòa thành trì sụp đổ bạo diệt từng trận tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy vậy bên ngoài minh công thành người cổ u hải thành lính phòng giữ còn có bên ngoài thành mấy chục ngàn chiếc chiến thuyền tựa như gặp phải hàng duy đả kích vậy rồi giết nổ tung hiền. Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng Cổ Đế giữa hai người tranh đấu, khí tức uy nghiêm bao trùm ngàn dặm, mà ở nơi này ngàn dặm trong phạm vi, tất cả chân thực tồn tại, sinh linh tồn tại, phép tắc tồn tại, toàn bộ như đồ sộ trì xuống đồ xứ vậy, bình bịch bịch nổ tung. Mới vừa công thành cuộc chiến, hạ nguy nga, nhưng ở hai người tranh đấu hạ, tất cả nhân viên cũng giống như con kiến hôi, toàn bộ phải bị nghiền nát. Bọn họ tranh đấu chiến phạt, cùng Già Thiên Ma Đế, Vũ Hoàng Cổ Đế hai người so sánh, đơn giản là không đáng giá đề ra. Trong chớp mắt, ngàn dặm chu vi, đã thành một phiến tử địa. Không phải phế tích, là trực tiếp biến thành tử địa, nơi có sinh linh toàn bộ bạo diệt, quy luật toàn bộ nghiền, biến thành một mảnh hư vô thế giới, giống như hỗn độn vậy. Thật là mạnh và chạm. Ma đế tiền bối tu vi, làm sao có thể? Hắn lúc nào đạt tới trăm gia cảnh ba tầng thiên? Hơn nữa, sau lưng hắn yêu dị con ngươi, là thứ gì? Pháp bảo sao? Kêu chết triệu ma nhãn, thế nào sẽ có sinh mạng hơi thở? Diệp thần gọi ra hoàng tuyền đồ, mở ra một phiến hoàng tuyền giang sơn, bảo vệ được tự thân còn có yên vũ tiên tôn kiếm vô danh tiểu hoàng sư ma hung thú các người hắn đối với giả thiên ma đế thực lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc lần trước gặp giả thiên ma đế đối phương còn không có chém ra đột phá nhưng hiện tại hắn lại có thể trực tiếp đạt tới trăm gia cảnh ba tầng thiên thật là là không thể tưởng tượng nổi muốn đến là ở hồng quân bí cảnh bên trong lấy được cái gì động trời kỳ ngộ nhưng càng như vậy diệp thần càng bất an mà sau này tất nhiên có vô thiên bàn tay đẩy già thiên ma đế càng mạnh vô thiên như đoạt xác đồ đựng thành công thực lực vậy sẽ càng phát ra khủng bố rắc rắc sát không gian không ngừng nổ tung vũ trụ chỗ sâu thất lạc thời không ở trên trời hiển hóa liền đi ra ô đột nhiên bữa trước không long hồn ở hai người vật lộn hạ không chịu nổi gánh nặng lại trực tiếp rơi vào thất lạc thời không bên trong cái này một tí nổi lên biến cố già thiên ma đế cùng vũ hoàng cổ đế đều là kêu lên một tiếng thất lạc thời không mênh mông vô biên long hồn một đánh mất đi vào lập tức bị vô cùng thất lạc hơi thở chìm ngập lại cũng không thấy được chút nào bóng dáng. Đáng chết, Già Thiên Ma Đế, xem ngươi làm chuyện tốt. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Long Hồn thất lạc, vô cùng tức giận, nếu như hắn uy nghiêm có thể chân tránh phủ xuống nói, hắn tuyệt đối phải đem Già Thiên Ma Đế bầm thây vạn đoạn. Nhưng tiếc là, hắn bây giờ chỉ là một món hình chiếu, không thể phát huy bất kỳ lực lượng, mới vừa phát động vạn khư cảm cho đòi, đã là cực hạn. Già Thiên Ma Đế thấy Long Hồn đánh mất, cũng là sắc mặt trầm xuống, sau đó ha ha cười nhạt, nói, Long Hồn thất lạc, cũng tốt hơn rơi vào các ngươi vạn khư thần điện trong tay vũ hoàng cổ đế hừ một tiếng nhìn một chút giả thiên ma đế lại nhìn xem diệp thần nói được rất tốt vạn cổ tới nay vẫn là lần đầu tiên có người dám ở ta trước mặt như thế phách lối luân hồi chi chủ ngươi và giả thiên ma đế cùng phe với nhau ta trong thời gian ngắn còn thật không giết được ngươi nhưng ngươi đồng bạn vậy cũng không nhất định nói xong vũ hoàng cổ đế ánh mắt ở yên vũ tiên tôn tiểu hoàng kiếm vô danh cùng trên người vòng vo vừa chuyển yên vũ tiên tôn cùng tiểu hoàng các người đều là dùng cả mình chỉ cảm thấy sau lưng có ngàn vạn cầm thiên kiếm ám sát vô cùng khó chịu bị vũ hoàng cổ đế để mắt tới tự nhiên không phải một kiện thoải mái chuyện vũ hoàng cổ đế uy hiếp tiếng sau khi rơi xuống hình chiếu thân thể liền dần dần tiêu tán ủng ủng già thiên ma đế thu hồi chết triệu ma nhãn viên này con ngươi hóa thành một quả màu vàng sẫm mắt đứng in vào hắn ấn đường tới giữa khá là đặc biệt mà chết triệu ma nhãn thu hồi sau đó vĩnh hằng nửa đêm vậy tiêu tàn mát trong ánh nắng trên bầu trời chiếu xuống, chung quanh một phiến ấm áp. Vốn là hắc ám cấm hải, là vĩnh viễn không có ánh mặt trời đến, nhưng ở Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng Cổ Đế vật lộn hạ, ngàn dặm phương viên quy luật đã toàn bộ nổ tung, ánh mặt trời lại có thể lần nữa chiếu vào. Ma Đế tiền bối. Diệp Thần phi thân lên, đi tới Già Thiên Ma Đế bên người. "Diệp Thần, ngươi không có sao chứ?" Già Thiên Ma Đế lần nữa cùng Diệp Thần gặp lại, vô cùng vui vẻ, hai người bốn tay nắm chặt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói bữa trước không long hồn. Già Thiên Ma đế nói, à, đã rơi vào thất lạc thời không, trong thời gian ngắn không thể nào tìm về. Xem ra ta cựu Nhật Minh cùng Vạn Khư Thần Điện kỳ cổ tương đương, hai bên ai cũng không đè ép được ai, cho nên ai cũng không cách nào cướp lấy long hồn, kết cục lại có thể thất lạc. Diệp Thần lại nhìn xem Già Thiên Ma đế mi tâm mắt đứng, nói ngươi viên này con ngươi là ở Hồng Quân bí cảnh bên trong tìm được sao? Già Thiên Ma đế gật đầu một cái, nói ừ ta ở hồng quân bí cảnh đã thuận lợi tìm được địa mạch kết tinh không nghĩ tới vậy địa mạch kết tinh bên trong lại còn có một viên chết triệu ma nhãn tập 3218 diệp thần trong sâu thẳm bắt được một chút thiên cơ vậy chết triệu ma nhãn tựa hồ cùng thiên khâu chi vương mộng yểm chi vương có liên quan cho giỏi kỳ hỏi chết triệu ma nhãn rốt cuộc là thứ gì già thiên ma đến nói ngươi có thể từng nghe qua hồng quân tọa hạ có bốn lớn thú vương diệp thần nói ta biết hồng quân lão tổ năm đó chăn nuôi liền bốn đầu thần thú Già thiên ma đến nói, đúng vậy, ta cũng là đạt được địa mạch kết tinh sau đó, mới hiểu cái này bí mật, không nghĩ tới lúc đầu ngươi đã sớm ngay qua. Diệp thần nói, ta chỉ biết một chút, cũng không phải là quá rõ, hiện tại chỉ biết là có hai đại thú vương, theo thứ tự là thiên khâu chi vương, còn có mộng yểm chi vương. Vừa nói, Diệp thần nhìn tiểu hoàng một mắt. Mộng yểm chi vương tổ vương huyết mạch, liền bị tiểu hoàng thừa kế. Già thiên ma đến nói, còn dư lại hai đại thú vương, trong đó một cái, liền kêu hư không vương. Diệp Thần nói, hư không vương. Già Thiên Ma đến nói, truyền thuyết hư không vương, không phải cái thế giới này thần thú, là từ không không trong thế giới sản sinh ra tới, thật ra thì chính là một viên con người. Vừa nói, hắn chỉ chỉ mình ấn đường, nói, kêu chết triệu ma nhãn đã bị ta luyện hóa, còn có Hồng Quân địa mạch kết tinh, ta vậy đã tìm được luyện hóa, hoặc giả là bởi vì ở Hồng Quân bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên quá mức nghịch thiên, tu vi rất nhiều đột phá, liền vào tầng 3, đạt tới trăm gia cảnh ba tầng thiên, liền ta cũng không thể nào tin nổi liền vào tầng 3. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn biết rõ trăm gia cảnh đột phá, có gian nan giường nào, nhưng hiện tại Giả Thiên Ma Đế lại có thể liên phá tầng 3, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột nhiên tăng mạnh, có thể gặp hắn cơ duyên lớn, kỳ ngộ sâu. Giả Thiên Ma Đế cười nói, ngươi ở vực ngoại kẻ địch, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên, ta hẳn có thể dễ như trở bàn tay giết chết, bọn họ ở nơi nào? Ta vì ngươi sắp xếp bọn họ đi. Diệp Thần nói, không cần, bây giờ còn chưa phải lúc, ta cũng có thể chém chết bọn họ, nhưng trước mắt địa tâm vực nguy cơ còn cần mượn dùng bọn họ lực lượng và khí vận không thể nội đấu già thiên ma đế suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý hai người này khí vận nhưng mà cực kỳ nghịch thiên đối kháng vạn khư quả thật còn có tác dụng hắn gật đầu một cái nói được rồi hắn cùng diệp thần nhìn nhau một mắt sau đó hai người đều nở nụ cười trước kia đối mặt huyền cơ nguyệt cùng đế thích thiên hai người đều là vô cùng áp lực nhưng hôm nay bọn họ vô luận là ai đều có nghiền ép vận mệnh tâm ma tư cách thế sự càng giao dịch ván cờ nghịch chuyển, tạo hóa cơ biến, thật sự là khó mà dự liệu. Bất quá, nghĩ đến ma tổ vô thiên, còn có vạn khư thần điện cùng đáng sợ hơn kẻ địch, hai người vẻ mặt đều là ngưng trọng xuống. Diệp thần nói, ma đế tiền bối, ngươi nói vậy. Chết triệu ma nhãn, một viên con ngươi, nhưng thật ra là thần thú. Già thiên ma đến nói, không sai, viên này con ngươi, là có sinh mệnh cùng ý thức, chính là ngày xưa hồng quân tọa hạ, bốn lớn thú vương một trong, tôn hào là giả không vương. Hư không vương, cũng chính là chết triệu ma nhãn, truyền thuyết là từ không không thế giới ra đời ra, là gần gũi nhất không không thần thú. Ở Hồng Quân lão tổ chết sau đó, hư không vương chết theo, đem tự thân phong ấn ở địa mạch kết tinh bên trong, nhưng không nghĩ bị ta đạt được. Diệp thần nói, ma đế tiền bối, ngươi khí vận, thật đúng là vô địch, lại có kỳ ngộ lớn như vậy. Già Thiên Ma đế lắc đầu một cái, nói, không phải ta khí vận, sau lưng còn có ma tổ vô thiên trợ lực, ta mới có thể có hôm nay cơ duyên, đều là ma tổ vô thiên ở sau lưng phò hộ, liền như vậy an thiết tâm có thể chấp trưởng thiên không thần hồn, không phải hắn lợi hại, là Vũ Hoàng cổ đế ẩn thân sau lưng thôi. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, nói, nói cũng phải, Ma Tổ Vô Thiên, tựa hồ là ở nuôi heo, hắn đào tạo ngươi, để cho ngươi đột phá, sau này tốt cho hắn đoạt xác. Già Thiên Ma đế cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng rộng rãi, nói, bất kể như thế nào, hôm nay bằng vào Ma Tổ Vô Thiên khí vận, ta có thể ăn cắp đến như cơ duyên này, đã không ủng công cuộc đời này. Cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, ta hôm nay chém ra 87, đã mơ hồ dòng ngó thấy thiên quân đại lộ dù chết không tiếc luyện hóa hồng quân địa mạch kết tinh còn có chết triệu ma nhãn sau đó già thiên ma đế chặt đứt gông xiềng đạt tới 87 nói đã vượt qua 81 hạn chế có thể nói là thiên quân tử diệp thần vui vẻ nói chúc mừng ma đế tiền bối chỉ cần có thể chịu đựng qua ma tổ vô thiên kiếp nạn ngươi là có thể phi thăng thái thượng già thiên ma đế nói muốn tránh qua ma tổ vô thiên đoạt xác đó là khó hơn lên trời ta tu vi càng tiến bộ càng cảm thấy vô thiên đáng sợ chỉ sợ ta cuối cùng là chết, đến lúc đó, xin ngươi hãy chiếu cố ao giao. Giờ phút này giả thiên ma đế, lại là có chút ủy thác, phân phó hậu sự hình dáng. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói, ma đế tiền bối, đừng bảo là cái loại này tiêu hiểu mà nói, ngươi đạo tâm không kém gì người, tuyệt sẽ không bị tùy tiện đoạt xác. già thiên ma đế không câu chấp cười một tiếng, nói, thôi, trong thời gian ngắn, ma tổ vô thiên vậy sẽ không làm thương tổn ta, hiện tại không nói cái này, ta muốn nói với ngươi nói đi săn đại hội. Diệp Thần có chút chưa bao giờ nghe, liền hỏi nói, cái gì đi săn đại hội? Già Thiên Ma đến nói, qua đoạn thời gian, Ma tổ Vô Thiên dự định cử hành đi săn đại hội, mời bên ngoài trong nước biển, rất nhiều võ giả tham dự, từ trong chọn dị bẩm Thiên Phú, võ đạo cường hãn hạng người, gia nhập cựu Nhật Minh bên trong, coi như là cựu Nhật Minh một cái khảo hạch nhập môn, ngươi có thể có hứng thú tham dự. Diệp Thần sững sốt một chút, nói, đi săn đại hội, đây là khảo hạch nhập môn. Ta cùng Ma tổ Vô Thiên ân oán không nhỏ, làm sao có thể gia nhập cựu Nhật Minh? Già Thiên Ma đến nói, đi săn đại hội, phần thưởng đặc biệt phong phú, ngươi có thể đi tham dự, không nhất định không muốn gia nhập cựu Nhật Minh. Diệp Thần nói, Ma Tổ Vô Thiên cho phép ta tham gia. Già Thiên Ma đến nói, dĩ nhiên cho phép, hắn ước gì ngươi đi, bởi vì vậy đi săn đại hội ở diệt Thần Tặng Hoang cử hành, mất thần Tặng Hoang chỗ này, vô cùng nguy hiểm, người bình thường nếu là đi, cửu tử nhất sanh. Ma Tổ Vô Thiên còn đặc biệt phân phó ta, mời ngươi tham dự, ngoài mặt nói là muốn tư tan hiểm khích lúc trước, buông xuống ân oán, Thật ra thì hắn hận không được ngươi chết. Bất quá, ta muốn lấy ngươi thực lực, muốn thông qua khảo hạch không hề mệt khó khăn, cho nên vẫn là muốn kêu ngươi đi thử một chút. Dẫu sao, cái này đi săn đại hội phần thưởng, đích xác là vô cùng phong phú. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói, không được, ta không đi, miễn được gây thêm rắc rối. Già Thiên Ma đến nói, ngươi không hỏi một chút ta là cái gì phần thưởng sao? Diệp Thần nói, không cần, dù sao ta cũng không muốn đi. Già thiên ma đế nhún vai một cái, nói, được rồi, tùy ngươi. Diệp thần nói tiếp, hồng quân tọa hạ bốn thú vương, thiên không chi vương thiên không thần long, mộng yểm chi vương ác mộng thần thú, hư không vương chết triệu ma nhãn, còn có cái cuối cùng đâu. Hắn rất muốn biết cái này tứ đại thần thú bí mật, dẫu sao cái này sau lưng, dính dấp đồ quả thực không thiếu. Già thiên ma đến nói, cái này cái cuối cùng, chính là thôn phệ chi vương, chính là một đầu thái cổ thao thiết, là thế gian rất nhiều thao thiết dị thú tổ tiên. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nói thôn phệ chi vương thao thiết thần thú sao tựa hồ có nghe vũ hoàng cổ đế đề cập tới mới vừa vũ hoàng cổ đế tựa hồ có đề cập tới thôn phệ chi vương tên chữ hắn lợi dụng an thiết tâm bố trí chính là cùng thôn phệ chi vương có liên quan già thiên ma đến nói thôn phệ chi vương bí mật ta cũng biết không nhiều ta hiểu biết đều là viên này chết triệu ma nhãn lưu lại dấu vết chỉ chỉ mi tâm ánh mắt viên này chết triệu ma nhãn chết theo sau đó ý thức đã tiêu tán nhưng ở địa mạch kết tinh dưới sự bảo vệ sinh mệnh lực vẫn tồn tại. Nói cách khác, con mắt này là còn sống. Ở chết triệu ma nhãn bên trong, lưu lại có rất nhiều thái cổ dấu vết, cổ xưa thiên cơ. Già Thiên Ma Đế sau khi luyện hóa, cũng biết không thiếu bí mật, nhưng dẫu sao những thứ này bí mật cũng quá mức rất xưa, rất nhiều tình báo đều đã mơ hồ. Ừ, mộng yểm chi vương huyết mạch là truyền thừa đến tiểu hoàng trong cơ thể sao? Diệp Thần ánh mắt nhìn về tiểu hoàng, lại hướng Già Thiên Ma Đế hỏi. Già Thiên Ma Đế ấn đường mắt đứng lóe lên, có màu vàng sẫm ma khí ánh sáng bắn ra, rơi vào tiểu hoàng trên người. Tiểu hoàng vô cùng khẩn trương đứng, vậy là vô cùng hiếu kỳ mình thân thế. Già Thiên Ma đế quét nhìn một hồi, liền gật đầu nói, tiểu hoàng đúng là thừa kế ác mộng tổ vương huyết mạch, nhưng huyết mạch bị phong ấn, không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ta luôn cảm giác tiểu hoàng trên người có quá nhiều bố trí, Hồng Quân lão tổ bố trí, Mộng Yểm chi vương bố trí, ngươi kiếp trước bố trí, còn có rất nhiều bố trí, cùng với không gian quy tắc rối loạn, nhìn như bình thường, nhưng vẫn ẩn núp, nhìn như lột xác nhưng vừa có rất nhiều thay đổi. Diệp Thần cũng là gật đầu thật sâu, Tiểu Hoàng cho hắn quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, hắn tổng lấy là Tiểu Hoàng đã là cực hạn, nhưng phát hiện cuối cùng bất quá là băng sơn một góc, lòng hắn bên trong động một cái, nói, cùng hắn huyết mạch hồi phục, há chẳng phải là vô địch. Ngày xưa ác mộng thần thú, là hồng quân tọa hạ bốn lớn thú vương một trong, chấp trưởng sát phạt tồn tại, vô cùng cường hãn, nếu như Tiểu Hoàng huyết mạch hồi phục, vậy thật muốn nghịch thiên. Già Thiên Ma đến nói, muốn hồi phục tổ vương huyết mạch, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp thần nói, nói cũng phải, không quá ta cuối cùng là biết tiểu hoàng thân thế. Già thiên ma đến nói, ngươi nếu là mang theo tiểu hoàng, tham gia đi săn đại hội, nhất định có thể đoạt cúp. Đi săn đại hội, cùng đi săn hung thú có liên quan, mà tiểu hoàng người mang ác mộng tổ vương huyết mạch, dựa vào huyết mạch ưu thế, có thể khắc chế nghiền ép phổ thông hung thú, đủ để ở đi săn đại hội bên trong, được nhiều thành tựu xuất sắc. Diệp thần nhưng vẫn lắc đầu, nói, không được, ta không muốn cùng ma tổ vô thiên, có quá mức quấn quýt. Già Thiên Ma Đế thở dài một cái, nói: "Vậy cũng tốt, ngươi tiếp theo muốn đi nơi nào?" Diệp Thần nhìn xem tiểu hoàng đồng loại, đầu kia sư ma hung thú nói: "Ta chuẩn bị cùng tiểu hoàng cùng nhau đi hắn tổ địa của Hương." Già Thiên Ma Đế nói: "Ác Mộng Thần tộc tổ địa sao? Bước quá ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi đắc tội Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói: "Vũ Hoàng Cổ Đế lại không thể đích thân hạ xuống, hắn muốn giết ta, không như vậy dễ dàng." Già Thiên Ma Đế nói: Ngươi là đại khí vận người, trừ phi Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, nếu không người ngoài rất khó giết chết ngươi, nhưng ngươi đồng bạn bên cạnh, vậy cũng không nhất định. Vừa nói, Già Thiên Ma đế nhìn tiểu hoàng một mắt, nói: "Ta nghe nói Vũ Hoàng cổ đế năm đó bắt được một đầu ma đồng ác mộng, chính là tiểu hoàng đồng tộc, nhưng huyết mạch nhập ma, hung hãn dị thường, hắn rất có thể phái vậy ma đồng ác mộng hạ xuống đối phó tiểu hoàng." Diệp thần nói: "Ma đồng ác mộng." Già Thiên Ma đế nói: "Ừ, ta trong chỗ U Minh bắt được thiên cơ, ngươi tương lai vô cùng nguy hiểm, ngươi chú ý làm trọng. Diệp thần trong lòng rét một cái, nói, được, ta biết, đa tạ ma đế tiền bối nhắc nhở. Dừng một chút, Diệp thần lại hỏi, ma đế tiền bối, vậy, vậy chỉ nhỏ miêu nữ đâu. Già thiên ma đế nói, ngươi nói hồng huyên sao? Ta đã chính xác nàng gia nhập cựu Nhật Minh, nàng đang cầu ma tổ vô thiên, hồi phục chủ nhân của nàng. Hồng huyên chủ nhân hồng hân, trên đất tim vực trong nguy cấp chết, chỉ còn dư lại một chút tàn hồn. Ma tổ vô thiên thần thông quảng đại, nếu như hắn chịu ra tay nói đích xác có thể hồi phục hồng hân liền như hồi phục mưa ao giao vậy nhưng hồng huyên muốn mời ma tổ vô thiên ra tay nơi nào có như thế dễ dàng diệp thần nhớ tới cùng hồng hân trải qua một màn ánh mắt hơi có chút mờ mịt cùng thổn thức nơi nào nghĩ đến hồng hân lại có thể sẽ cùng ma tổ vô thiên dính dấp tới liền quan hệ già thiên ma đến nói trên mình ngươi nhân quả quá nhiều không muốn muốn những thứ này liền làm vậy hồng hân hoàn toàn chết thôi diệp thần cười khổ nói tiền bối nói phải già thiên ma đến nói không có chuyện gì nói ta đi trước diệp thần nói tiền bối đi thong thả già thiên ma đế gật đầu một cái ngự gió phóng lên cao đi phương xa bay đi nhìn già thiên ma đế rời đi bóng người diệp thần ánh mắt hơi có chút mê ly suy nghĩ muôn vàn chủ nhân tiểu hoàng một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi đem diệp thần suy nghĩ kéo trở lại diệp thần phục hồi tinh thần lại liếc mắt vừa thấy nhưng gặp tiểu hoàng đồng loại vậy sư ma hung thú đã hơi thở yếu ớt huyết mạch suy kiệt tới cực điểm không có sao chứ diệp thần cùng tiểu hoàng vội vàng đi tới vậy sư ma hung thú bên người vậy sư ma hung thú bốn chân nằm trên đất rũ thấp đầu thở hồng hộc rũ ánh mắt nhìn tiểu hoàng nói thiếu chủ thật xin lỗi ta quá yếu ớt chỉ sợ không thể mang ngươi hồi tổ địa nó bị an thiết tâm hành hạ quá lâu huyết mạch đã sớm khô kiệt đã đến đành cạn dầu tình cảnh mới vừa ra thiên ma đế cùng vũ hoàng cổ đế tranh đấu càng cho nó khô kiệt huyết mạch mang tới nghiêm trọng áp lực băng diệt bỏ mạng ở tức tiểu hoàng ngẩn ngơ nhưng là không nói vậy sư ma hung thú nói thiếu chủ ta sắp chết ta tên gọi bắc mãng an hy vọng ngươi có thể nhớ ta tiểu hoàng dù gì nói bắc mãng an vậy sư ma hung thú nói ừ ta ác mộng thần tộc họ số là bắc mãng chính là hồng quân lão tổ tự mình ban thưởng họ tổ tiên tên là bắc mãng quá võ tiểu hoàng nói bắc mãng thị vậy họ của ta tên đâu lại kêu cái gì vậy sư ma hung thú nói thiếu chủ ngươi tên chữ ta không biết cái này phải hỏi ngươi phụ mẫu ta đã cảm giác được ngươi phụ mẫu sắp tới đón ngươi bọn họ hồi mang ngươi hồi tổ địa cố hương ở nơi này chờ không cần đi động bọn họ rất nhanh liền đến nói xong vậy sư ma hung thú nhắm mắt mà chết hơi thở hoàn toàn đoạn tuyệt nhưng cả người lại có kim quang bắn ra đó là nó cuối cùng còn sót lại một chút huyết mạch kịch liệt thiêu đốt ánh sáng vậy một món huyết mạch kim quang bắn ngất trời tiêu liền giống như một gửi tín hiệu đánh xa xa lóng lánh đi ra ngoài tiểu hoàng thấy vậy sư ma hung thú cuối cùng là chết đôi mắt nhất thời rơi lệ một hồi bi thương. Diệp Thần sờ một cái Tiểu Hoàng đầu, than thở một tiếng, nói: Tiểu Hoàng, đừng quá thương tâm, chúng ta ở chỗ này chờ, chờ nguyên phụ mẫu tới đón ngươi. Tiểu Hoàng ừ một tiếng, gật đầu một cái. Vậy sư ma hung thú thi thể, huyết mạch cháy hết sau đó, liên hóa thành từng luồng cho cốt tiêu tán. Diệp Thần, Tiểu Hoàng, Yên Vũ Tiên Tôn, kiếm vô danh các người tại chỗ chờ. Tập 3219. Cùng lúc đó, Thái thượng thế giới, Vạn Khư thần điện chỗ sâu một tòa tĩnh lặng núi hoang bên trong mới trồng từng bụi trúc xanh mà ở trúc xanh vườn quanh hạ có một tòa linh khí hòa hợp hồ tiên chiếu ánh mặt trời tràn ngập sương mù hơi thở mát rượi mà dịu dàng chỗ tòa này hồ tiên chính là bốn đại tiên trong ao thúy trúc tiên trì giờ phút này ở thúy trúc tiên trì cạnh ngồi xếp bằng một vị ông già chính là vũ hoàng cổ đế trước đây vận dụng vũ hoàng chu thần kiếm vũ hoàng cổ đế hao phí thực không nhỏ thua chuyện sau khi kết thúc hắn mộc mực ở thúy trúc tiên trì cạnh chữa thương ao nước chiếu ngược hắn bóng người mới vừa chính là mượn thúy trúc tiên trì hắn đem mình bóng người đầu bắn tới hắc ám cấm hải cổ u hải thành bên trong luân hồi chi chủ già thiên ma đế tốt rất tốt các ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch chờ ta tư diệt địa tâm vực ngày chính là các ngươi ngày dỗ vũ hoàng cổ đế ánh mắt sắc bén Diệt thần cùng già thiên ma đế liên hiệp một mạch hơn nữa lại đang hắc ám cấm hải hắn muốn động thủ chu diệt có thể nói muôn vàn khó khăn bất quá chỉ cần địa tâm vực cửu đỉnh đại trận thành công ký kết hắn hạ xuống tới đất tim vực đến lúc đó diệp thần cùng giả thiên ma đế nhất định tới cứu hắn liền có thể chu diệt hết thảy không nghi ngờ chút nào cửu đỉnh đại trận là ván cờ chỗ mấu chốt nhất chỉ cần cửu đỉnh đại trận có thể ổn định hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng bất quá vậy luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu đại trận muốn 3 năm thời gian mới có thể bày thành công cái này 3 năm thời gian nếu là bị hắn nghịch thiên quật khởi đó cũng không hay vũ hoàng cổ đế chân mày nhíu chặt nội tâm khá là lo âu vừa lúc đó bầu trời bên trong bỗng nhiên có một đoàn quang mang hạ xuống cái này đoàn quang mang thanh khiết cao quý tựa như hàm chứa chư thiên đại đạo cao nhất quy luật chính là thiên lý quang thiên lý hạ xuống hướng vũ hoàng cổ đế nói vũ hoàng cổ đế ngươi thất lạc bầu trời long hồn như thế nào hướng ta giao phó thanh âm mang nghiêm nghị ý vũ hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng nói cái gì giao phó ta cần hướng ngươi giao phó cái gì thiên lý cả giận nói ngươi quên giao dịch giữa chúng ta ta cầm tinh không cổ đạo nhường cho ngươi đem ngươi bầu trời long hồn đưa cho ta, để cho ta tạo nên hình thể, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Lúc đầu, ban đầu thiên lý cùng Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch, cuối cùng thương định tiền đặt cuộc, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế muốn ngoài định mức đưa ra bầu trời long hồn, trợ giúp thiên lý tạo nên hình thể. Trước mắt, thiên lý là không có hình thể, chỉ là một đoàn thiên đạo phép tắc quang, tuy có ý chí, nhưng vô hình vô chất, như gió bên trong lục bình. Mặc dù trên đời trong mắt người, thiên lý vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có thể ngửa mặt trông lên cùng kính sợ, nhưng đến vũ hoàng cổ đế cảnh giới này thiên lý đã không đủ gây sợ hãi thậm chí nếu quả thật chiến đấu thiên lý không phải vũ hoàng cổ đế địch thủ vì dài xa hơn dự định thiên lý cần tạo nên hình thể bất luận là thần hồn hình thái vẫn là thân thể hình thái tóm lại phải có một cái hình thể nếu không vô hình vô chất căn bản không phải vũ hoàng cổ đế mà tổ vô thiên đám người địch thủ càng không thể nào dòng ngó gặp không không mà ngày xưa thiên không thần long chấp trưởng đệ nhất thiên lý quy luật nó lưu lại thần hồn chính là hôm nay thiên lý nhất đầu mong muốn chỉ cần dung hợp bầu trời long hồn hôm nay thiên lý có thể khôi phục cổ xưa vinh quang cùng vũ hoàng cổ đế ma tổ vô thiên các người tranh phong vốn là bầu trời long hồn ngươi sớm liền có thể bắt vào tay cho ta hết lần này tới lần khác muốn ở lại cổ u hải thành bên kia ngươi nói rõ là cố ý qua loa lấy lệ ta thiên lý thanh âm càng ngày càng nghiêm nghị vậy một đoàn quang mang kịch liệt lai động sau đó toàn bộ vạn khư thần điện bầu trời đều là sấm sét cổn đáng mây đen đầy vải có trùng trùng phong lôi chấn động còn có bão tuyết lửa trời tai họa hung quang quanh quẩn không tiêu tan, xúc thế đại phát. Ta giết không chết ngươi, chẳng lẽ còn giết không chết ngươi đồ tử đồ tôn? Thiên lý nghiêm uy danh hiếp, hôm nay bầu trời long hồn thất lạc, như là để cho hắn vô cùng giận dữ. Bầu trời long hồn đánh rơi đến liền thất lạc thời không bên trong, mà thất lạc thời không, truyền thuyết là từ không không trong thế giới đản sanh ra, thời không quy luật gần như ngừng, một mảnh hỗn độn, thế giới vô biên vô tận bát ngát, muốn ở bên trong tìm một món tàn hồn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Vũ Hoàng cổ đế thấy Thiên lý nổi giận, ha ha cười một tiếng, nói ngươi cứ việc động thủ ngươi toàn bộ giết sạch tốt nhất cũng tiết kiệm được ta động thủ dính liền khí huyết nhân quả tốt nhất toàn bộ thái thượng thế giới đều bị ngươi tàn sát sạch vậy thế giới liền thanh tịnh một phiên trống rỗng nói không chừng ta còn có thể trước thời hạn dòng ngó gặp không không thế giới ngươi ngươi thiên lý vô cùng tức giận không nghĩ tới vũ hoàng cổ đế lạnh như vậy khóc nói tin đồn ngươi vũ hoàng cổ đế cay nhiệt thiếu tình cảm máu lạnh vô sỉ hôm nay ta coi như là thấy được vũ hoàng cổ đế vuốt râu cười một tiếng nói những thứ này trần tục nhân quả đều là vô căn cứ chỉ có võ đạo đỉnh cấp không không thế giới mới là thật vì dòng ngó gặp không không cái khác hết thảy đều có thể buông tha thiên lý nói ngươi vi phạm lời hứa lưng đeo thiên lý nhân quả ta xem ngươi còn tu luyện thế nào đi xuống vũ hoàng cổ đế nói ai nói ta làm trái lời hứa ngươi muốn tạo nên hình thể không phải nếu không phải là bầu trời long hồn không thể thiên lý chớp sáng một hồi chớp động nói ngươi còn có biện pháp khác ước định giữa chúng ta là trong ba năm phải hoàn thành Ngươi còn muốn dẫn dụ thôn phệ chi vương sao? Lúc đầu Vũ Hoàng cổ đế đem bầu trời long hồn ở lại an thiết tâm trên tay, không có cướp lấy là muốn dụ dụ thôn phệ chi vương. Thôn phệ chi vương chính là bốn lớn thú vương một trong, chính là thái cổ thao thiết cùng thiết không thần long là đồng môn. Năm đó Hồng Quân lão tổ tọa hóa đặt chân không không ở hiện thế tới giữa, thật ra thì ngang hàng chết tọa hạ tứ đại thần thú toàn bộ chết theo. Thôn phệ chi vương năm đó vậy đi theo chết theo, bất quá nó là thao thiết thần thú chết đi vạn cổ sau đó dựa vào chiếm đoạt phép tắc năng lượng, lại lần nữa hồi phục lại. Vũ Hoàng cổ đế kế hoạch chính là lợi dụng bầu trời long hồn, dụ bắt thôn phệ chi vương. Một khi chụp được thôn phệ chi vương, nắm giữ thao thiết chiếm đoạt quy luật, hắn sau này chiếm đoạt luyện hóa địa tâm vực khí vận sẽ đơn giản dễ dàng rất nhiều. Nhưng thôn phệ chi vương chậm chạp không có phát hiện thân, rõ ràng không có bị lừa. Vũ Hoàng cổ đế nói, không, thôn phệ chi vương khiếp nhược hoảng, muốn dụ dụ nó đi ra, cơ hồ không thể nào. Ta định bắt tóm Bắc Mãng thị thánh tử, đem hắn hiến tặng cho ngươi. Thiên Lý nói, Bắc Mãng thị thánh tử, chính là vậy hai con người ác mộng. Bắc Mãng thị, chính là ác mộng thần tộc họ, tổ tiên Bắc Mãng quá võ, chính là bốn lớn thú vương bên trong ác mộng thần thú. Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt híp lại, nhớ lại. Hắn nhớ Diệp thần bên người, có một đầu hai con người ác mộng, nếu như không nhìn lầm, đó chính là Bắc Mãng quá võ huyết mạch người thừa kế, cũng chính là Bắc Mãng thị tộc thánh tử. Tương truyền Bắc Mãng thị tộc thánh tử thần bí mất tích, rồi sau đó căn cứ hắn điều tra, chẳng biết tại sao cái này thánh tử hóa là ba giọt máu tươi tích chữ mệnh bị mọi người dự là thái cổ di trùng thiên lý nói ngươi muốn bắt tóm bắc mã thánh tử nơi nào có như thế dễ dàng hắn đi theo ở luân hồi chi chủ bên người bị luân hồi khí vận che chở ngươi muốn đem bắt trừ phi trước hết giết luân hồi chi chủ vũ hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng nói ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp chờ ta tin tức tốt đi thiên lý nói muốn chờ bao lâu vũ hoàng cổ đế trầm ngâm một tí vốn muốn nói mấy ngày bên trong nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng nói không phải nói ước định ba năm sau ngươi gấp cái gì trong ba năm hoàn thành ước định là được nếu như thuận lợi có thể ba ngày là được rồi thiên lý hừ một tiếng nói ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng nếu không ta liều mạng ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua vũ hoàng cổ đế cười ha ha một tiếng nói vạn cổ tới nay ngươi là cái đầu tiên dám trước mặt người uy hiếp ta ta chờ thiên lý lại nữa lời nói chớp sáng lóe lên sau đó che giấu ở trong hư không hoàn toàn chui đi. Mà đến khi Thiên Lý sau khi đi, Vũ Hoàng Cổ Đế đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn Thúy Trúc Tiên Trì, đánh một đạo pháp quyết, quát khẽ, mở. Ùng ùng, ao nước nứt ra, lộ ra một cái sâu thẳm khe hở. Vũ Hoàng Cổ Đế lắc người một cái, ngay tức thì qua lại, xuyên qua cái hở, đi tới ao nước phía dưới. Nhưng gặp đáy nước bên trong chính là một tòa hầm giam. Trong ngục dưới lòng đất, phong ấn một đầu sư ma hình dáng hung thú, hai con người một phiến đe nhánh, tràn ngập ma khí, bề ngoài cùng ác mộng thần tộc giống nhau như đúc nhưng hơi thở muốn hung ác âm ngoan rất nhiều vũ hoàng cổ đế ngươi làm sao tới vậy sư ma hung thú cả người bị từng cái xích sắt những ràng buộc chịu đủ hành hạ thấy vũ hoàng cổ đế hạ xuống liền lộ ra vô cùng là tàn bạo ánh mắt vũ hoàng cổ đế khẽ mỉm cười nói bác mãng trụ ta có nhiệm vụ cấp cho ngươi vậy sư ma hung thú nói nhiệm vụ gì ta bác mãng ma tộc tuyệt không ngoác đuôi xin sỏ ngươi muốn giết cứ giết ta sẽ không vì ngươi cống hiến Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ta biết các ngươi ác mộng thần tộc, phân là vương tộc cùng ma tộc, hai tộc mấy đời không cho, ngươi là ma đồng ác mộng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ đích thân ra tay, vì ngươi tiêu diệt Bắc Mãng vương tộc thành viên, để cho các ngươi ma đồng ác mộng một nhà độc bá. Tên kia là Bắc Mãng trụ ma đồng ác mộng, nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, nội tâm nhất thời động một cái, nói, ngươi chịu ra tay, không sợ dính nhân quả sao? Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta ủy thác nhiệm vụ, cái gì nhân quả ta đều có thể chịu đựng. Bắc Mãng trụ một đôi đen nhánh con ngươi, hơi lóe lên, nhưng biết Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, tàn bạo vô tình, nên cũng không dám tùy tiện đáp ứng, nói: "Ngươi trước nói nghe một chút, cần ta làm gì?" Vũ Hoàng cổ đế nói: "Ta đã tra được Bắc Mãng vương tộc thánh tử vị trí, ngay tại Hắc Ám Cấm Hải, ta không tốt hạ xuống, ngươi thay ta đi một chuyến, đem vậy thánh tử giết chết, tên hắn tựa hồ kêu tiểu hoàng tới, một vị thần tộc, lại sẽ rơi được như vậy tên chữ, thật là buồn cười." Bắc Mãng trụ ha ha cười lạnh nói: "Tiểu hoàng, thật đúng là khó nghe, ta còn tưởng rằng là một con chó đâu, thật là vương tộc thánh tử. Hắn cũng mất tích hơn 10.000 năm, ngươi tìm được. Vũ Hoàng cổ đế khoát tay một cái, nói, tên chữ chỉ là biệt hiệu, không trọng yếu, phổ thông tên chữ ngược lại dễ nuôi. Hắn lưng đeo bắc mãng tổ vương huyết mạch, có thể sống sót đến nay, vận khí ngược lại không tệ, ta xác định hắn ngay tại hắc ám cấm hải. Bắc mãng trụ nói, vương tộc thánh tử, huyết mạch cường hãn, ta một thân một mình, chưa chắc là hắn địch thủ. Vũ Hoàng cổ đế nói, yên tâm, ta ban cho ngươi phạm thiên thần công, chữ lâm quyết ngươi có thể ung dung đem vậy thánh tử chém chết vừa nói vũ hoàng cổ đế ngón tay đưa ra điểm ở bắc mãng trụ trên trán một món kim quang xuyên qua mà qua bắc mãng trụ hống một tiếng hét thảm chỉ cảm thấy nhức đầu đau sắp nứt mà ở nơi này nhọn đau sau cơn đau chính là thể hồ quán đỉnh vậy có minh mông tuyệt diệu thần thông in vào hắn trong thức hải đó là phạm thiên thần công chữ lâm quyết thần thông bắc mãng trụ ngẩn ngơ nó tự nhiên rõ ràng phạm thiên thần công lợi hại vũ hoàng cổ đế lại có thể chịu ban thưởng một quyết đơn giản là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi ban cho vũ hoàng cổ đế khẽ mỉm cười nói ngươi nắm giữ chữ lâm quyết muốn giết vậy bắc mã thánh tử dễ như trở bàn tay nhưng ngươi muốn chú ý chủ nhân hắn là luân hồi chi chủ ngươi ngàn vạn lần không thể cùng luân hồi chi chủ là địch nếu không một chiêu bên trong liền phải bị giết diệp thần trưởng thành đột phá quá nhanh hôm nay đã đến hoàn chân cảnh bảy tầng thiên hơn nữa kiếp trước sáu đạo viên mãn nếu như chiến đấu trăm gia cảnh tầng hai thiên cường giả đều phải bị Diệp Thần tùy tiện chém chết. Bắc Mãng trụ thực lực cũng là trăm gia cảnh tầng hai thiên cỡ đó, coi như hơn nữa chữ Lâm Quyết cũng không thể là Diệp Thần địch thủ. Cái gì? Luân hồi chi chủ? Vậy vương tộc nghiệt tử lại có thể đầu phục luân hồi? Bắc Mãng trụ kinh hãi, nó lại không nghĩ rằng vương tộc thánh tử lại có thể đi theo luân hồi. Luân hồi uy nghiêm hùng bá chư thiên, nó sớm có nghe đồn, nếu như có luân hồi chi chủ che chở nói, nó muốn giết vương tộc thánh tử, cơ hồ không thể nào. Vũ Hoàng cổ đế nói, đừng hoảng hốt ngươi thi triển chữ lâm quyết có thể mở ra một cái vĩnh cổ ma thần chiến trường ngăn cách người ngoài tiến vào ta chỉ ngươi như thế nào mở ra lập tức vũ hoàng cổ đế tương lâm tự quyết tinh túy như thế nào triệu hoán ma thần mở ra chiến trường liên lạc huyết mạch ngăn cách người ngoài vân vân mấu chốt đều nhất nhất nói cho cho bắc mãng trụ bắc mãng trụ âm thầm thán phục vũ hoàng cổ đế võ đạo kiến thức rung động được không nói ra lời vũ hoàng cổ đế bắn ra chỉ chặt đứt trói buộc nó gông xiềng nói ngươi lên đường đi nhưng không nên trêu chọc luân hồi chi chủ bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt thời điểm ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết bắc mãng thánh tử cướp lấy huyết mạch hắn là được bắc mãng trụ trong lòng động một cái nói vũ hoàng cổ đế ngươi cướp lấy bắc mãng vương tử huyết mạch có ý đồ gì vũ hoàng cổ đế ánh mắt run lên nói biết được quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt tóm lại ngươi giữ ta phân phó làm theo sau khi chuyện thành công ta sẽ thay ngươi dọn dẹp bắc mãng vương tộc thành viên nhưng cái này phần tổ vương huyết mạch là không thể nào cho tài sản của ngươi các ngươi ma đồng ác mộng nhất tộc, còn không người có tư cách thừa kế. Bắc Mãng trụ trong lòng trầm xuống, ác mộng thần tộc chia ra, phân chia vương tộc cùng ma tộc, ma tộc cho tới nay cũng muốn cướp lấy tổ vương huyết mạch. Hiện tại, Vũ Hoàng cổ đế muốn nhúng tay vào, trực tiếp đem tổ vương huyết mạch cướp đi, Bắc Mãng trụ nội tâm bên trong, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng, tình thế bức người, vậy không tới phiên hắn làm chủ. Thôi, ta trước đem tổ vương huyết mạch đoạt trở lại, làm tiếp dự định. Bắc Mãng trụ quyết định chú ý liền rời đi hầm giam dựa theo vũ hoàng cổ đế chỉ thị đi hắc ám cấm hải bay đi chuẩn bị tiêu diệt tiểu hoàng cướp lấy tổ vương huyết mạch mà lúc này tiểu hoàng đang cùng diệp thần các người cùng nhau ở cổ u hải thành trong hư không chờ đợi phụ mẫu đến hồng quân tọa hạ thần thú mộng yểm chi vương bắc mãng thị tộc tổ vương huyết mạch tổ địa cố hương các loại nhân quả vô cùng phức tạp tiểu hoàng ánh mắt hơi có chút mờ mịt thân thế bí mật mau muốn cởi bỏ hắn phụ mẫu rất nhanh sẽ tới nhưng hắn như không cao hứng nổi luôn cảm giác con đường phía trước mê mang hung hiểm trùng trùng